Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bí mật Người nổi tiếng. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Johnny Đặng là ai, tiểu sử, sự nghiệp ông vua kim hoàn nổi tiếng ở Mỹ. Johnny Đặng là người chế tạo niềng răng bọc vàng, kim cương thành công nhất. Ông trở thành nhân vật rất tầm cỡ và có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực làm đẹp bằng phụ kiện này. Doanh nhân gốc Việt có mối quan hệ thân thiết với nhiều tên tuổi nổi tiếng khắp thế giới và từng hợp tác làm trang sức cho Benson, Cardi B, Kanye West hay Nicki Minaj, Lil Wayne. Thậm chí, ông còn được tạp chí Forbes nhận xét là một người Việt Nam nhập cư tại Mỹ thành công, giàu có ngoài sức tưởng tượng. Johnny Đặng tên thật là Đặng Tuấn, là một doanh nhân người Mỹ gốc Việt, sinh ngày 21 tháng 11 năm 1974 tại Buôn Ma Thuột, xuất thân trong một gia đình nghèo. Thời niên thiếu, Johnny theo học nghề kim hoàn theo lời khuyên của cha. Năm 1987, cha ông rời Việt Nam sang Mỹ. Và 9 năm sau đó, cả gia đình Johnny cũng rời Việt Nam đến thành phố Houston thuộc bang Texas theo diện bảo lãnh. Sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức nổi tiếng Johnny Giang & Co. Sự nghiệp của Johnny Đặng được đánh dấu bởi những sáng tạo ra dòng grills, trang sức dành cho răng, giúp người thợ kim hoàn gốc Việt nổi tiếng tại Mỹ từ đầu thập niên 2000. Grills được coi là trang sức của những ngôi sao, không thể thiếu trong tủ đồ của những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất thế giới. Johnny Đặng là một trong số ít người Việt Nam thành công trên đất Mỹ. Nhờ tài năng và sự tử tế với khách hàng giúp ông chủ tiệm Johnny Giang & Co. trở thành thợ kim hoàn được nhiều người nổi tiếng yêu quý, tìm đến. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Drake, Chichu, Benson, Travis Scott đều sử dụng sản phẩm grills của Johnny. Trong âm nhạc và văn hóa đại chúng, cái tên Johnny Đặng cũng được nhắc tới rất nhiều qua những bài hát đình đám của Migos, Gucci Mane, Lil Pump, Keith A, Chief Keef. Tạp chí Forbes thậm chí đã có bài viết để lý giải điều gì khiến một người Việt Nam nhập cư thành danh như vậy. Dù nổi tiếng ở Mỹ nhưng Johnny Đặng luôn hướng về Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn, khi hỏi Johnny Đặng về quê hương, ông nói, tôi rất nhớ và yêu quê hương, đó là nơi tôi sinh ra. Tất cả các bạn nếu có cơ hội hãy một lần đến Việt Nam để cảm nhận con người và văn hóa nơi đây. Sự nghiệp của ông Hoàng Kim Cương Johnny Đặng, từ anh thợ nghèo vươn lên thành vua kim hoàn nổi tiếng ở Mỹ. Johnny Đặng từ thợ sửa kim hoàn tại chợ trời. Sau khi sang Mỹ, Johnny Đặng làm việc tại một cửa hàng sửa chữa trang sức tại chợ trời và có thu nhập khoảng $100 trên tháng. Tuy nhiên, Johnny Đặng nhận ra có nhiều khác biệt giữa cách chế tác các mẫu trang sức ở Mỹ với những gì được học ở Việt Nam. Theo ông, phần lớn đồ trang sức ở Việt Nam và châu Á thường được chế tác bằng phương pháp thủ công, trong khi ngành sản xuất trang sức ở Mỹ được tự động hóa hơn với những thiết bị chế tác hiện đại. Johnny nhanh chóng tự học cách sử dụng những công cụ mới này và đã mở được một cửa hàng riêng trong trung tâm thương mại, lấy tên là TV Jewelry. T là Tuấn, tên tiếng Việt của Johnny Đặng, còn V là Việt Nam, vào năm 1998. Năm 2002, bước ngoặt lớn đến với Johnny khi anh tình cờ gặp Paul Wong tại khu chợ trời ở Houston và hợp tác làm ăn với rapper nổi tiếng này. Nhờ mối quan hệ sâu rộng trong làng nhạc hip-hop, rapper Paul Wong đã kết nối Johnny Đặng với những nghệ sĩ nổi tiếng khác, khiến tên tuổi ông bỗng chốc nổi như cồn. Năm 2006, ông cùng với Wong và rapper Nelly hợp tác phát hành bài hát mang tên Grills khiến cho sự nghiệp càng thăng hoa. Đơn đặt hàng bay tới tấp đến Johnny và dĩ nhiên kèm theo đó là doanh thu tăng chóng mặt. Trong hơn 20 năm làm nghề kim hoàn, người thợ gốc Việt liên tục làm mới sản phẩm, tạo ra những bộ trang sức, phụ kiện bọc răng độc đáo, mang nét riêng cho từng người khiến ông giữ được khách hàng lâu dài. Những siêu sao trong làng âm nhạc Mỹ như Kanye West, Jay-Z, Benson, Nicki Minaj, Lil Wayne, Cardi B, Rick Ross là khách hàng trung thành của Johnny. Thậm chí, báo chí Mỹ ca ngợi gọi Johnny là ông vua kim hoàn. Chia sẻ về sự nghiệp của mình, ông cho biết, với mọi công việc kinh doanh, mang tới sự mới mẻ cho khách hàng luôn là điều quan trọng nhất. Bạn phải khiến họ muốn trở lại. Chẳng ai mua hai món đồ hệt nhau. Nếu bạn mua nhẫn, trừ nhẫn đôi, chẳng ai muốn chúng giống y nhau và grills cũng vậy. Tôi đã thử nghiệm nhiều kiểu grills, một vài trong số này thành công. Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm để biết thị trường cần gì. Liên tục thử những điều mới và học hỏi thêm kỹ thuật cao là điều khiến các đối thủ cạnh tranh không thể bắt chước tôi. Johnny Đặng là cha đẻ tạo ra grills gây sốt giới hip hop. Loại trang sức đưa tên tuổi Johnny Đặng trở thành ông vua kim hoàn chính là grills, món phụ kiện được đeo trên răng, thường làm bằng vàng bính kim cương. Đá quý giúp bảo vệ và mang lại tính thẩm mỹ cao. Cũng nhờ mối quan hệ thân thiết với Paul Wall đã móc nối cho ông hợp tác cùng rất nhiều tên tuổi trong làng hip hop tại Mỹ. Năm 2006, Johnny Đặng được cho là nguồn cảm hứng và từng xuất hiện trong bài hit của rapper Nelly Grills. Cả khúc này về sau đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard cùng năm đó và đưa tên tuổi người thợ kim hoàn gốc Việt nổi như cồn. Từ đây, trào lưu đeo Grills bỗng gây sốt giới trẻ ở Mỹ và châu Âu, thúc đẩy công việc kinh doanh trang sức của Johnny Đặng cũng lên như diều gặp gió. Với doanh thu ngày càng tăng chóng mặt, dẫu thân quen và làm rất nhiều sản phẩm cho giới underground rapper nhưng Johnny Đặng thừa nhận chẳng biết gì về hip hop. Tại Việt Nam, cái tên Johnny Đặng được các rapper nhắc rất nhiều trong lời bài hát vì quá ngưỡng mộ đối với tài năng của ông. Hồ Ngọc Hà, Beans và Suba là những người nổi tiếng tại Việt Nam từng đeo niềng răng kim cương theo trào lưu grills này. Công việc kinh doanh của Johnny Đặng vô cùng thuận lợi. Trên trang cá nhân của mình, Johnny Đặng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cùng loạt ngôi sao nổi tiếng khi họ đến Johnny Giang và Co. Cửa hàng này rộng đến 1.400m² và được ví như cung điện thu nhỏ.
Bởi lẽ, những người nổi tiếng luôn có lịch trình bận rộn nên đơn hàng đã đặt đều vô cùng gấp rút. Như Benson từng yêu cầu ông làm một bộ Grills cho ngày quay hôm sau. Cả đội ngũ của Johnny Đặng đều phải làm việc xuyên đêm để hoàn thành. Ngoài Grills, những món đồ trang sức của Johnny Đặng cũng được yêu thích không kém. Cardi B từng mời ông tới nhà để thiết kế riêng cho con gái 8 tháng tuổi của mình một món quà ý nghĩa. Và không làm cô nàng thất vọng, ông đã mang đến thành phẩm cuối cùng cực đẹp mắt. Nam ca sĩ Tuấn Hưng và Vince cũng đã sở hữu bộ Grills do chính Johnny Đặng thiết kế. Ngoài ra, Đặng từng xuất hiện trong nhiều MV của những ngôi sao nổi tiếng, hay ông từng được tham gia thiết kế cho bộ phim tầm cỡ. Báo Mỹ từng gọi Johnny Đặng là ông Hoàng Kim Cương. Khối tài sản khủng của Johnny Đặng. Tính đến tháng 1 năm 2020, ước tính khối tài sản khủng của Johnny Đặng là 27 triệu đô la Mỹ, khoảng 626 tỷ đồng. Ngoài ra, trong một video gần đây được Yubaro Quapot phát hành trong chuyến đi thăm tư dinh của Johnny Đặng, ngoài cơ ngơi rộng lớn thì dàn siêu xe của ông cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Trong video, Quapot giới thiệu những loại siêu xe từ Bentley, Rolls-Royce Ghost đến cả Lamborghini vàng trị giá hàng triệu đô. Chiếc Lamborghini V12 được mua đời mới nhất có giá lên đến 4 triệu đô la Mỹ. Cuộc sống xa hoa, giàu có của Johnny Đặng. Với sự nghiệp thành công, tên tuổi lẫy lừng, hiện Johnny Đặng đang có một cuộc sống giàu có, xa hoa cùng vợ con trên đất Mỹ. Được biết, ông có tổng cộng 2 người con. Ái nữ đầu lòng có tên tiếng Anh là Jessie Giang, tên tiếng Việt là Đặng Giáng Tiên, năm nay 15 tuổi. Cậu em út 13 tuổi thường được bố mẹ gọi thân mật là Junior Giang, tên tiếng Việt là Thiên Tiền. Bên cạnh thú vui sưu tầm, chế tác kim cương đá quý thì Johnny Đặng cũng rất đam mê siêu xe với 3 chiếc đến từ thương hiệu Bentley, Rolls-Royce Ghost, Lamborghini. Trong đó, chiếc Lamborghini vàng V12 thuộc phiên bản giới hạn, chỉ có 600 chiếc toàn thế giới và trị giá 4 triệu đô la Mỹ, hơn 91 tỷ đồng. Ngoài ra, số liệu thống kê từ trang CelebratedBrand.com, tài sản dòng mà ông vua Kim Hoàn gốc Việt sở hữu ước tính lên tới 27 triệu đô la Mỹ, khoảng 626 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.